Minh Đường Tử Vi mến chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Kính thưa quý vị, ý chí quyết tâm và kiên cường, bền bỉ chính là bí quyết để giúp cho những người thành công luôn có thể vượt qua được mọi trông gai, khó khăn vất vả trong cuộc đời. Nhờ vậy, cho dù số phận có nghèo khó từ khi sinh ra thì cũng chẳng thể nào ngăn cản được sự quyết tâm bứt phá vươn lên của số phận và trở thành con người thành công, giàu có, tài phú hơn người. Xem tử vi tuổi nhâm dần, sinh năm 1962, trong tháng 2 âm lịch năm quý mạo tới đây, được các nhà chim tinh học, nhà tử vi học phương Đông dự đoán. Nhờ tính cách vượt trội hơn người, cho nên, người tuổi nhâm dần sinh năm 1962 đã nắm được mệnh trời, biết được thời cơ, chuyện mình, đội vận, trúng số bất ngờ, giàu to, khiến cho bao nhiêu người phải nể phục. Và sau đây, mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Xem tử vi tuổi nhâm dần, sinh năm 1962, trong tháng 2 âm lịch, năm quý mão tới đây. Được các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông dự báo, nhờ tính cách vượt trội hơn hẳn so với những các con giáp khác, người tuổi nhâm dần, sinh năm 1962, nắm được mệnh trời, biết được thời cơ, chuyển mình, đổi vận, trúng số, bất ngờ giàu to, khiến người người nể phục. Tử vi tuổi nhâm dần, sinh năm 1962, tháng 2 âm lịch, năm quý mão 2023. Người tuổi nhâm dần, sinh năm 1962, là tuổi con hổ, thuộc mệnh kim, kim bạch kim, nghĩa là vàng trang sức thời điểm hoàng đạo để bản mệnh tuổi nhâm dần xuất hành là, giờ chẵn, ngày chẵn và tháng chẵn. Xuất hành vào thời điểm này, sẽ giúp cho mệnh chủ tuổi nhâm dần có công việc được thuận lợi, xuân sẻ, gặp nhiều may mắn, thu được nhiều thành quả như ý, đại cắt, đại lợi. Từ vi tháng 2 âm lịch, năm quý mão 2023, người tuổi nhâm dần, sinh năm 1962, nhờ được nhiều cắt tinh chiếu mệnh, nên vận trình tháng mới khá tốt và có nhiều chuyện vui kéo về. Nhìn chung, đây là một tháng bản mệnh đón phúc khí dồi dào và dễ đạt được những thành công như mong đợi. Trong tháng có Tam hội phù trợ, lại thêm sao Thái Dương soi chiếu nên công việc càng thêm thuận lợi, không có nhiều áp lực. Tài lộc thịnh vượng, nhiều khả năng bạn có được các mối quan hệ tốt được người giới thiệu hoặc trao cho nhiều cơ hội để tìm kiếm những vận may. Về tình cảm như khai hoa kết trái, các cặp đôi dễ nên duyên hòa hợp với người độc thân thì vui vẻ, tinh thần phơi phới. Sức khỏe cũng có nhiều điểm đáng mừng, tuy nhiên ở độ tuổi ngoài 60 thì người tuổi nhâm dần cũng cần phải quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn, lưu ý chế độ cân bằng dưỡng chất nhé. Sau đây là phần luận giải tử vi chi tiết cho tuổi nhâm dần, sinh năm 1962, trong tháng 2 âm lịch, năm quý mão 2023. Trên bốn phương diện chính của cuộc sống, gồm, sự nghiệp, tài vận, tình duyên, sức khỏe. Mời quý vị cùng theo dõi. Về mặt sự nghiệp, Bước sang tháng 2 âm lịch năm Quý Mão 2023 này, con đường công danh, sự nghiệp của người tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962 sẽ có bước tiến đáng kể, tam hội xuất hiện, mang theo quý nhân phù trợ, bản mệnh đón vận khí đại cát, đại lợi cát tinh trợ mệnh, cát khí vượng, con giáp này sẽ gặp được nhiều may mắn trên nhiều phương diện của cuộc sống. Công việc trong tháng không có nhiều áp lực, kế hoạch đặt ra đều được hoàn thành theo đúng dự định, tiến trình công việc nhìn chung thuận lợi, gặt hái thành quả đáng mừng, cũng nhờ thế, trạng thái tinh thần của những chú hồ khá thông thả tử vi cho thấy nam mệnh sẽ có nhiều lợi thế hơn nhờ có được thái dương cát tinh hỗ trợ năng lực hành động của bạn tăng cao con giáp này dám nghĩ dám làm tràn đầy nhiệt huyết trong công việc điều này càng dễ dàng tạo hiệu suất công việc tăng cao tháng này là tháng khai vận nên dường như sự nghiệp ổn định giúp bạn tạo đà vững tiến và bắt đầu tính toán đến các kế hoạch lâu dài bạn cũng có thêm sự tự tin để theo đuổi lý tưởng của bản thân Tháng 2 âm lịch năm Quý Mão này, bạn nên chủ động nắm bắt các cơ hội được trao, dù nhỏ nhưng không hẳn là không đáng quý, nó sẽ giúp cho bạn giữ vững được vị trí hiện tại, mọi thứ đều cần được xây dựng từ căn bản trước thì mới bền vững về lâu dài. Đây cũng là tháng phù hợp để người tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962 thúc đẩy và nâng cấp các mối quan hệ xã giao, tạo đà thuận lợi hơn nữa cho tiến trình thăng tiến về sau, không phải lúc nào cũng có sẵn lợi thế như hiện tại, bạn nên trân trọng những cơ hội mà vận thế trao tặng cho mình. Có điều, bản mệnh cũng cần hết sức lưu ý, làm gì cũng cần hạn chế bớt cái tôi của mình, phải khiêm tốn, chứ đừng phô trương thái quá, hoặc tỏ ra ngạo mạn, khinh thường người khác kẻo tự chuốc hậu quả vào thân. Về mặt tài vận Bước sang tháng 2 âm lịch, năm quý mão 2023, về phương diện tài lộc của người tuổi nhâm dần, sinh năm 1962, khởi sắc hơn hẳn so với trước đây, một mặt được vận khí ủng hộ, mặt khác lại có tam hội quý nhân trợ lực, con đường kiếm tiền làm giàu thuận băng băng, cảm giác trôi chảy bất ngờ người làm công ăn lương, công việc suôn sẻ, cũng kéo theo tài lộc thịnh vượng, nhiều khả năng bạn có được các mối quan hệ tốt, nên thời gian này là cơ hội để bạn có thể tìm kiếm những vận may cho mình và có được những đối tác tốt cho sự nghiệp. Trong tháng nếu có gặp trở ngại, thì cũng có người giúp đỡ và sớm vượt qua khó khăn, hơn nữa mộc dục xuất hiện là các tinh thúc đẩy nhân duyên và các mối quan hệ xã giao tốt đẹp, giúp con giáp này có thêm nhiều mối làm ăn khả quan, các hợp đồng được ký kết thuận lợi hơn, giúp bạn đem về nhiều khoản lợi nhuận cho công ty, doanh nghiệp và cho bản thân tháng này được nhiều cát tinh trợ mệnh, có cơ hội trúng số, trúng thưởng cũng sẽ rất cao, nhiều người biết nắm bắt được cơ hội này và trở nên giàu có một cách bất ngờ. Tuy nhiên, khi có tiền trong tay, bạn cũng nên biết cách sử dụng tiền hợp lý nhé. Nhìn chung, trong tháng 2 âm lịch này có chính tài đang lúc vượng, chỉ cần bạn tập trung làm tốt công việc chính, đầu tư thời gian và công sức, nỗ lực không ngừng, thì chẳng cần phải ôm đùm quá nhiều việc ngoài luồng khác, vẫn có thể dư giả trong chi tiêu trong tháng có vận khí cắt lành, dù bạn có tiền bạc trong tay dư giả thế nào, thì bạn cũng nên cẩn trọng trong việc chi tiêu, tránh vung tay quá chán. Với người làm kinh doanh, buôn bán, đây cũng là một tháng buôn may, bán đắt với bạn các đơn hàng được xử lý trơn chu, nhập vào hay xuất ra đều đạt doanh thu khả quan. Tuy nhiên, thứ tài có dấu hiệu ổn định hơn so với tháng trước, nhưng việc đầu tư mạo hiểm vẫn có thể dẫn tới phá tài bất cứ lúc nào, nhất là các hạng mục như, chứng khoán, gia dịch ảo, tỷ lệ lỗ nhiều hơn lãi, bạn nên biết dừng đúng thời điểm, để tránh tổn hao về tiền bạc nhé. Về mặt tình cảm. Tháng 2 âm lịch, năm quý mão 2023 có các tinh là thiên diêu và mộc dục chủ về đào hoa chiếu mệnh, nên nhân duyên của người tuổi nhâm dần, sinh năm 1962 khá vượng sắc. Đi đến đâu cũng được người yêu, kẻ mến, các tinh chiếu mệnh, không chỉ xây dựng được các mối quan hệ tốt đẹp trong công việc mà còn đem đến cho bạn nhiều niềm vui trong cuộc sống thường ngày. Những cuộc gặp gỡ, xã giao, diễn ra hài hòa, vui vẻ, giúp tinh thần của bản mệnh khá thoải mái người độc thân sẽ được lợi hơn cả, khi có đào hoa tác động, bản mệnh có nhiều cơ hội thoát kiếp cô đơn, kết nối tơ duyên của mình, bạn cũng cần chủ động nắm bắt tình cảm như khai hoa, kết trái, rất dễ gặp được người tâm đầu ý hợp. Các cặp đôi dễ nên duyên hòa hợp, nếu cảm thấy tình cảm chín mùi, hai bạn có thể tính lâu dài, hợp thức hóa mối quan hệ, để có thể sớm chiều quan tâm và chăm sóc cho nhau các cặp vợ chồng, đôi khi vẫn xảy ra lời qua tiếng lại vì vấn đề tài chính, nuôi dạy con cái, hay những quan điểm trái ngược, nhưng cũng là chuyện thường tình, quan trọng vẫn là cả hai đang nỗ lực vun đắp cho mái ấm gia đình, thì mọi thứ đều sẽ chuyển biến tốt đẹp thôi. Về mặt sức khỏe Tin vui cho sức khỏe của người tuổi nhâm dần, sinh năm 1962, trong tháng 2 âm lịch, năm quý mão này. Sức khỏe của bạn không có gì đáng lo ngại, mọi chuyện diễn ra tốt đẹp nên tinh thần cũng rất thoải mái, tâm trạng vui tươi là một trong những liều thuốc bổ duy trì sức khỏe dồi dào cho bản mệnh. Vì thế, dù công việc hay cuộc sống có tạo ra áp lực đến mấy, bạn cũng nên tiết chế cảm xúc, điều chỉnh tâm thái bình tĩnh, bình thản đối phó, nhưng cũng đừng vì thấy thể trạng sung mãn mà chủ quan và lãng phí sức khỏe. Hãy biết cách nghỉ ngơi cũng như sử dụng các thực phẩm tốt cho sức khỏe, lưu ý chế độ cân bằng dinh dưỡng ở độ tuổi ngoài 60 này là rất cần thiết nhé. Vâng, quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 2 âm lịch năm Quý Mão 2023 cho người tuổi nhâm dần, sinh năm 1962. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm, theo dõi chi tiết hết video của chúng tôi. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe hạnh phúc giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình chương trình đến đây là hết xin chào và hẹn gặp lại